Làng nghề mây che đan Ngọc Động, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Một làng nghề truyền thống có lịch sử hàng trăm năm. Dưới bàn tay tài hoa và sự cần cù vốn có của người dân Ngọc Động, nghề mây che đan đã tạo được tên tuổi với những sản phẩm tinh tế và mới lạ. Đặc biệt, đây là nơi duy nhất trong cả nước có sản phẩm mây xiên khá nổi tiếng. Thậm chí các nghệ nhân tài hoa ở đây đã từng đan bàn ghế mây tặng Bác Hồ. Làm cái nghề này thì cũng là đam mê với nghề, nghề của ông cha để lại thì tôi cũng cứ thích theo nó. Mặc dù là ngày công nó cũng không được cao nhưng mà tôi cũng vẫn thích làm. Tôi cũng rất là tự hào vì cái sản phẩm của làng nghề chúng tôi mà được xuất khẩu đi nhiều cái nước trên thế giới. Và những cái nước trên thế giới thì nó cũng lại rất là ưa chuộng những cái sản phẩm mây giang đan này. Danh tiếng là vậy, nhưng giờ đây làng nghề không còn hoạt động nhộn nhịp như xưa. Lý do không phải vì không có đầu ra, mà chủ yếu do thiếu nguồn lao động trẻ có nghề được đào tạo bài bản. Lao động hiện nay hầu hết đều ở độ tuổi trung niên hay những người già đã ngoài 60. Cái nghề thủ công này trước kia thì phát triển rất là nhiều người, nhiều hộ làm. Thế nhưng đến giờ này thì nó cũng bị mai một, bởi vì thực tế mà nói thì các cái khu công nghiệp ở đâu phát triển lên thì ở đó là người ta cũng sẽ thu hút hết các cái lực lượng thanh niên trẻ. Tương lai thì chỉ có những ông bà già thôi. Chứ còn những nó trẻ nó bây giờ nó đi công ty chứ tội gì nó ngồi. Đấy, chúng tôi giờ không đi công ty được, tôi ngồi tôi làm kiếm đồng sinh sống thôi. Theo đánh giá của chính những lao động đang trực tiếp làm việc tại làng mây che đan Ngọc Động, nghề thủ công này rất có tương lai khi xu hướng thị trường trong nước và cả nước ngoài ngày càng ưa chuộng các sản phẩm gần gũi với thiên nhiên. Nhưng các lao động trẻ lại không mặn mà với nghề. Đây cũng là nỗi trăn trở của những người tâm huyết với nghề truyền thống. Đến giờ này thì các cái cơ sở đấy, người ta cũng phải tự dạy nghề ở những các cái khu vực khác, những cái khu vực mà còn nhiều cái nhân công lao động đấy, thì người ta lại dạy xong người ta lại thu mua lại. Bây giờ mình chỉ mong là làm thế nào để đào tạo được một số thanh niên trẻ. Nếu như yêu cái nghề này, quay về đây mình cũng có thể là đào tạo cho các bạn ấy để phát triển về cái nghề này. Tôi nghĩ rằng cái nghề này thì sẽ càng ngày càng phát triển. Thiếu lao động có tay nghề, thiếu lao động trẻ là nguyên nhân khiến sản phẩm các làng nghề truyền thống chưa đa dạng về mẫu mã, thiếu sức cạnh tranh so với sản phẩm cùng loại ở trong nước và quốc tế. Chính vì thế, cần thúc đẩy nhanh việc đào tạo nghề gắn với thực tiễn, với nhu cầu của địa phương, doanh nghiệp và xã hội.